Hai các bạn, và cũng sắp đến Tết rồi. Video này mình quay vào ngày 31 tháng 1 2022, và video này được đăng lên vào ngày 2 tháng 2 2022, nên hiện tại của mình là cũng đã sắp đến Tết rồi. Và khi các bạn xem video này thì đây là ngày 2 tháng 2, nhưng mà mình cũng xin chúc những bạn nào đang còn đi học sẽ có một năm mới học tập thật tốt và đạt nhiều điểm cao ha. Còn những bạn nào đi làm thì mình xin chúc những bạn đó luôn thành công cho công việc ha, các bạn sẽ luôn thành công cho công việc ha. Và video này nếu mà các bạn cảm nhận nó không được đầu tư cho edit hay là content thì các bạn cho mình xin lỗi nha. Tại vì Tết rồi mình cũng khá là bận bịu, nhưng mà mình vẫn cố gắng làm video cho các bạn xem. Nên nếu các bạn ủng hộ mình thì hãy để lại cho mình một like và subscribe cho đủ mình ha. Khi nào nghỉ Tết xong mình sẽ cố gắng làm những video thật hay cho các bạn xem tiếp nha. Và mình cũng cảm ơn những bạn nào đã ủng hộ mình trong năm vừa qua, giúp mình đạt được con số đó chính là 100.000 subscribe. Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Và chúc bạn xem video vui vẻ và có một cái Tết thật là vui vẻ nha. Hướng dẫn cho những bạn nào newbie hoặc là tân thủ cách farm level lên cực kỳ nhanh trong Dogwood à. Thì cái cách này mình cũng tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, nên cái này cũng không phải của mình ha. Và việc đầu tiên các bạn cần đó chính là các bạn cần một người bạn của các bạn max level cũng được, hoặc là trên cỡ 300 đến 500 level, hoặc là trên càng cao càng tốt, nói chung là vậy. Sau đó thì các bạn sẽ kêu thằng bạn của các bạn mua thuyền và chở các bạn đi đến đảo khỉ để random chết quỷ ha. Và nếu mà nó random ra cho các bạn trái Lugia thì càng tốt. Ok, thanh niên này sẽ random trái quỷ cho mình. Không biết thanh niên này random được trái gì ha. Nói chung là trái quỷ free mà các bạn, trái gì ăn trả được, thì sao có là được, level 1 mà có trái quỷ free gì thì ăn hết. Ok, ăn cho hết. Ok, thì mình sẽ đưa ra giải pháp cho những bạn nào mà có bạn của các bạn á không đủ tiền để random chết quỷ cho các bạn, hoặc là thanh niên có random ra chết cùi giống như thanh niên trong video này, thì các bạn sẽ làm cách này nha. Các bạn sẽ đến đảo Buggy, nhớ là checkpoint nha. Sau khi checkpoint các bạn sẽ đi lượm tất cả các rương trong map này. Và sau khi lượm xong, các bạn sẽ out ra và vô lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến 25.000 Belly nha. Tuyệt đối là các bạn không farm level nha, cứ giữ level 1 cho mình. Tại vì sao? Tại vì nếu mà các bạn cày level là số tiền nó sẽ tăng lên ấy. Ok, bây giờ mình sẽ random ha, đã đủ tiền rồi. Ok, ngon, trái kilo cũng khá là ổn rồi các bạn. Sau khi có được chết quỷ các bạn muốn thì các bạn sẽ kêu bạn của các bạn chở các bạn đến đảo Arena, hoặc là các bạn cũng có thể đến những cái đảo mà có những con quái level khá là cao hoặc là kinh nghiệm nhiều các bạn, thì các bạn sẽ đánh nha. Thì ở đây mình sẽ lựa cái đảo Arena tại vì kinh nghiệm của mấy con quái ở đây nó khá là cao và cũng khá là dễ đánh vì nó không có skill. Các bạn cũng nên nhớ là checkpoint để khi mà chết thì có thể spam nha. Sau khi làm những thứ đó xong, các bạn sẽ nhập code nhân 2 XP cho mình. Nhớ là lựa những code nhân 2 XP nha. Tại vì lựa code reset start ở level 1 thì nó khá là phí, để dành cho sau này nếu các bạn cần reset start thì các bạn sẽ lấy ha. Và các bạn yên tâm, mình sẽ để trang Wikipedia của Lockwood về code ở dưới phần comment mình đã ghim để cho các bạn dễ nhập code luôn ha. Ok, sau khi nhập code thì các bạn sẽ kêu bạn của các bạn đánh một con quái cho nó đến máu yếu và việc còn lại của các bạn. Và các bạn sẽ dùng chát quỷ có bắn quay random ra được, dùng một skill nào đó của chát quỷ. Ở đây là skill Z. Và boom, lên level rất là nhanh ha.
và mastery của trái quỷ cũng lên khá là nhanh. Cách này nó cũng như là cách farm level cực nhanh buông qua Shiba các bạn, mà mình nghĩ là admin đã fix cái đó rồi, nên các bạn sẽ không có cách nào farm level nhanh ở bên Shiba được. Nên giờ mình đã có một cách, đó chính là farm level nhanh bằng C1 nha. Và các bạn sẽ tiếp tục farm như vậy cho đến khi đạt đến level 60 là các bạn sẽ đến bước tiếp theo. Sau khi đạt được level 60 rồi thì các bạn sẽ đi đến cái đã bắt ghi và tiếp tục quá trình lập regiment cho đến khi các bạn đạt được số tiền đó chính là 135.000 Belly ha. Và sau khi có được 135.000 Belly, việc còn lại của các bạn đó chính là vào cái shop Ability và các bạn mua cho mình tất cả loại Ability ở đây. Như vậy là các bạn đã có đủ tất cả những thứ để bắt đầu cho việc farm dành cho newbie ha. Các bạn có Flash Step, có Buzohaki, có Sky Jump và có một chát quỷ luôn. Việc còn lại của các bạn đó chính là farm bắt đầu từ cái đảo Yeti này cho đến Max Level ha. Và đây chính là cách mình muốn chỉ các bạn mới chơi có được những vật phẩm dễ nhất để các bạn bắt đầu cày ha. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên để lại cho một like và subscribe cho mình ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sắp đến Tết rồi, mình sẽ cũng có một chương trình cuối video, đó chính là mình sẽ hát tặng các bạn một bài ha. Và giọng của mình cũng không hay lắm đâu, nên nếu mà các bạn thấy dở thì cũng cho mình một like để có động lực hát cho bạn nghe ha. Ok, để mình chỉnh cái mic lại cái. Alo, ok. Like và subscribe đi.